giờ hơn. Đó, với những cái biển hiệu in ấn các đề can catalog rồi in thiệp cưới, làm thẻ card visit, cửa hàng in thiệp cưới, đâu đâu cũng có cửa hàng in thiệp cưới hết. Rất là nhiều cái nhà in ở đây, cái công ty in rất là nhiều mẫu mã để mình lựa. Đây có chú bán nếp nướng, bánh bánh chuối nướng. Xưa ngay giao lộ Nguyễn Đình Chiểu với Nguyễn Đình Thuật có một cái quán cơm, đó là cơm quán cơm Nam Sơn. Và ngày hôm nay thì nó thành cái cửa hàng bán giò chả Nguyên Hương rồi đó. Đó, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 310, 318 là Hưng Tây, 320 là Hưng Tây. Tiệm tươi đây, tiệm tươi, tiệm làm yên xe nè, các nhìn thấy không? Ở số 95 Lý Thái Tổ. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang đứng ở đây là ngã 6 Cộng Hòa năm xưa, và bây giờ là ngã 6 Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Chí Chánh, Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Trần Phú. Và lúc nãy chúng ta đi một đoạn Nguyễn Văn Cừ, ngang trường Bê Rút Ký, và một loạt hình ảnh kẹt xe và kéo dài, mất thời gian. Thành ra bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình đi đến cung đường Lý Thái Tổ, và cũng là con đường kết duyên để cô chú anh chị cùng thưởng lãm và nhìn ngắm lại phố phường. Và đây là cung đường Hùng Vương. Đi thẳng cung đường này chúng ta sẽ đi đến Thuận Kiều Plaza, Thuận Kiều ngày xưa, còn ngày nay đó là Garden Mall. Và đi ngang chợ An Đông luôn ha. Bây giờ chúng ta đợi bắn xe, mình sẽ qua đường. Và phía bên kia đường một cái khu rừng cây lớn, đó là khu biệt thự của Hứa Bổng Hòa, khu đất rất là lớn ở khu vực Lý Thái Tổ quận 10 này. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Ở đây thì lối đi bộ không được ưu tiên cho lắm, nên thật ra nếu các anh chị và các bạn có đi về Sài Gòn, hoặc là đi các anh chị ở tỉnh có lên Sài Gòn, thì mình cũng nên cẩn thận trong những giờ cao điểm như thế này. Và ở đây chúng ta tiếp tục đi qua bên kia đường ha. Và bên bên trái đây, đó chính là lối vỉa hè phía trước cái dãy biệt thự rất là lớn ở trong khu biệt thự Hứa Bổng Hòa này. Và ngày nay đó là cái nhà khách chính phủ, và bây giờ là để quen rồi, chưa thấy xây lên gì cả. Và chúng ta thấy ở đây có kẹt xe rất là nhiều nè, xe cộ rất là đông đúc. Chính vì sự kẹt xe của ngày hôm nay nên chúng ta có dịp đi đến cung đường này. Và do kẹt xe nên thành ra em chưa có về, nên em dẫn bà con mình đi lang thang ha. Ở đây thì không có đèn xanh đèn đỏ, nên chúng ta nhìn xe vắng vắng mình lại qua đường. Mình đi theo theo anh này luôn. Ghê quá. Thấy cung đường Lý Thái Tổ chưa, đông ghê chưa. Chúng ta tiếp tục đi nha. Qua được bên đây đường rồi. Và đây là hẻm 22 Lý Thái Tổ, và hẻm này sẽ thông ra đường Nguyễn Hiện Thuật, con đường hôm bữa chúng ta có đi rồi đó, con đường ăn uống, con đường âm nhạc, với những cái cửa hàng bán đàn,
và đặc trưng của con đường này. Nếu các anh chị và các bạn chưa biết về cung đường này thì ngày hôm nay chúng ta cùng khám phá. Cung đường này thì có cái rất là nhiều cái cửa hàng in ấn, rồi in thiệp cưới, in cạc visit. Và chúng ta đang ở đây là số 26 Lý Thái Tổ. Và ngoài cái chuyên về in ấn thiệp cưới thì cung đường này còn có một cái chuyên nữa, đó là thay vỏ ruột xe, mâm xe hơi. Nếu các anh chị nào đi xe hơi muốn mua vỏ ruột hay là làm mâm xe rồi đó, là cung đường này luôn ha. Số thông tin cùng chia sẻ với các anh chị và các bạn. Bây giờ thì Sài Gòn bây giờ 6 giờ hơn, với những cái biển hiệu in ấn các đề can catalog, rồi in thiệp cưới, làm thẻ cạc visit rất là nhiều ở cung đường này. Và ta thấy ở đây có cái chú chạy xích lô, chú nghỉ. Và bên cánh phải thì có những cái hẻm thông ra đường Nguyễn Thiện Thuật luôn đó. Mình thấy cửa hàng bán ruột xe, vỏ xe nè, vỏ xe máy, rồi vỏ xe hơi đó, cửa hàng in thiệp cưới, đâu đâu cũng có cửa hàng in thiệp cưới hết. Rất là nhiều cái nhà in ở đây, cái công ty in rất là nhiều mẫu mã để mình lựa. Và bên kia đường đó chính là khu nhà khách, khu biệt thự của Hứa Bổn Hòa, một khu đất rất là lớn, nối liền bốn con đường, ba con đường, đó là đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, kéo dài cho đến cái bùng binh ngã 7 Lý Thái Tổ nè, Quỳnh ngã 7, nãy em nói nhầm là ngã 6. Và Sài Gòn hôm nay là thứ 3, ngày 23 tháng 10, 2019. Và có dịp đi trên cung đường này và lang thang khám phá, biết đâu trong những hình ảnh này lại có những cái hình ảnh về ngày xưa của cô chú anh chị. Đây là nhà hàng Sinh Đôi ngày xưa nè, và ngày nay đó là nhà hàng Mỹ Mỹ, chuyên tổ chức sự kiện tiệc cưới. Ngày xưa là Sinh Đôi đó, bây giờ là Mỹ Mỹ ha. Nếu các anh chị đã từng đi đám cưới ở đây thì bây giờ chúng ta có hình ảnh đây cập nhật nè. Và mình đi lại một tí nữa, có đường Phan Đình Phùng năm xưa và Nguyễn Đình Chiểu ngày nay. Ở đây chúng ta thấy có con hẻm, hẻm này sẽ thông ra đường Nguyễn Thiện Thuật và ngay bánh mì Hà Nội đó ha. Nơi đây cách trung tâm Sài Gòn khoảng 3 km. Alo, thấy em đang vui cùng ai có biết không. Đây có trung tâm nha khoa nữa nè. Đây mình thấy có chú bán nếp nướng, bánh chuối nướng. Và Sài Gòn hoa lệ thì đâu đó cũng còn có rất là nhiều là lệ. Ngoài hoa ra thì lệ cũng không ít.
mà chúng ta có mặt đây là giao lộ Nguyễn Đình Chiểu và Lý Thái Tổ. Chúng ta đi lại tí nữa thì có giao lộ Nguyễn Đình Thuật và Nguyễn Đình Chiểu. Và ngày xưa ngay giao lộ Nguyễn Đình Chiểu với Nguyễn Đình Thuật có một cái quán cơm, đó là cơm quán cơm Nam Sơn. Và ngày hôm nay thì nó thành cái cửa hàng bán giò chả Nguyên Hương rồi đó. Có rất nhiều cô chú anh chị hỏi về quán cơm ngày xưa, có một anh đầu bếp giống như ảnh đạo hồi vậy đó. Nhiều quán cơm đó nấu theo phong cách đạo hồi á, tham quan đó một vài lần nhưng mà rất là lâu rồi. Rồi chúng ta qua đường ha, qua bên kia đường mình tiếp tục lang thang trên cung đường Lý Thái Tổ. Và nhân đây chúng ta sẽ đi ngang qua căn nhà số 320 Lý Thái Tổ. Và căn nhà này nằm bên tay phải luôn. Bây giờ chúng ta đang có mặt ở số 156. Số 156 Lý Thái Tổ. Và những hình ảnh này sẽ đi khắp thế giới. Em sẽ mang hình ảnh của Sài Gòn tới gần với các cô chú anh chị đã từng sinh sống ở Sài Gòn. Và chúng ta hôm nay chúng ta lại nhìn Sài Gòn và mình ôn lại ký ức ngày xưa. Còn nếu các anh chị và các bạn ở các tỉnh khác thì chúng ta cũng có dịp nhìn lại cung đường kết duyên này với những cửa hàng in ấn thiệp cưới rất là nhiều luôn. Và xen lẫn có những cái quán nhậu vỉa hè đó. Đây nhà hàng Hoàng Minh Trảng Bàn chính gốc. Và chúng ta đi nhìn bên kia, thỉnh thoảng mình lại nhìn qua bên kia đường về để xem bên kia như thế nào. Và lúc nãy bên đường thì không có nhà, thấy không có nhà hả. Và khi đến đây mình mới thấy được hình ảnh của những căn nhà nè. Khúc nãy là mặt tiền của khu biệt thự đó, lối đi bộ rất là lớn. Thì bên đường bán cũng rất là nhiều thiệp cưới và vỏ xe hơi, bên đây cũng vậy. Tối tối các anh chị đi làm về và cảm giác mình ngồi lên ghế massage và bật YouTube lên mở Vinh Lâm TV xem hôm nay chúng ta khám phá gì. Và ngày hôm nay em mời bà con cùng khám phá cung đường kết duyên này nha. Nhân đây thì em cũng gửi những hình ảnh này đến cô chú anh chị về căn nhà số 320. Mặc dù những hình ảnh này nó sẽ không rõ nét cho lắm nhưng mà mình cũng có cái nhìn tổng quát về đêm ở khu vực Lý Thái Tổ này. Thông qua những cái video mà em đã quay thì cũng nhận lại được rất là nhiều comment của cô chú anh chị. Và những comment, những yêu cầu đó rồi đó em xin sắp xếp và lần lượt đi đến từng cung đường, từng yêu cầu để các anh chị và các bạn có dịp nhìn lại ha. Nếu mà các anh chị nào có những cái comment riêng tư thì có thể email em những cái thông tin Facebook, email em có để bên phần mô tả bên dưới đó, các anh chị có thể click vào để xem. Và khúc này thì bên cánh phải có những cái hẻm, chúng ta sẽ đi vô cái chung cư Nguyễn Thiện Phục. Và chúng ta đang có mặt ở đây là số 236. Mình đi một đoạn nữa sẽ là tới số 330, 320. Có lẽ mình đi gần quá thì không có thấy rõ kiến trúc của những căn nhà này. Có lẽ xíu nữa em sẽ đi qua bên kia đường và zoom lại ha, để bà con mình nhìn rõ hơn. Ở đây là số 246 rồi nè.
bao buổi chiều khác. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng đi dạo ha. Tối nào ông cũng đi dạo một vòng hết, đi trước khi về nhà hoặc là về nhà ăn cơm rồi xong mới đi. Thì hôm nay nhân tiện vừa kẹt xe rồi thông thả, em đi trước khi về. Và đây có lối qua đường nè, chúng ta sẽ qua đường ở đây ha. Và bên kia là đó là đường Hồ Thị Kỷ, vô chợ Hồ Thị Kỷ đó, chợ hoa đó. Mình nhìn lại cung đường vừa đi qua nè. Rồi chúng ta sẽ qua đường nha. Đẹp quá. Rồi lại tiếp tục qua bên đường. Sở dĩ qua đường đây là để mình nhìn rõ hơn cái cung đường bên kia. Tại vì tới cái địa chỉ 320 rồi. Đi bên đây để mình nhìn rõ hơn thôi. Mình nhìn thấy bên kia đó là số 276, 274. Là chỗ nhà pha là 270. Sẽ zoom lại ha. Đó bên đó có cái hẻm để thông vô chùa Đại Hành, trong đó cũng là chung cư Nguyễn Thiện Thuật luôn đó. Rồi mình cùng nhìn bên đường nha, mình cùng đếm số nhà nha. Chỗ Thanh Long này đó là số 284. Còn một cái thông tin nữa là trên cung đường này có một cái tiệm làm yên xe máy rất là nổi tiếng, rất là rẻ, đó là tiệm Tươi. Tiệm này của bà này cũng bà làm rất là lâu rồi, mấy chục năm ở cung đường Lý Thái Tổ này rồi. Mình nhìn bên đường nha. Tiệm Tươi để xíu nữa em đi ngang này sẽ đọc địa chỉ lên để các anh chị các bạn có thể cập nhật ha. Là bên đây đường luôn nè. Tiệm Tươi là bên đây đường luôn á. Mình nhìn lại những căn nhà bên đường nha. Ngọc Như đó là số 304 rồi nè. Em sẽ zoom lớn là để bà con mình nhìn rõ hơn ha. Đó. 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 310, 318 là Hưng Tây. 320 là Hưng Tây. Đó. Nhà Hưng Tây là nhà 320 nè. Ngày hôm nay thì có kiến trúc rất là lạ so với những cái nhà khác. Và ở trên thì có một lầu, hai lầu luôn, một lửng một lầu. Có cửa sổ, không có ban công. Nhà Hưng Tây đó. Với xe buýt. Và ông thấy bên cánh phải của nhà Hưng Tây, nhà 316, 318 thì một cái nhà kiến trúc cũng xưa, một lầu, hai lầu. Nhà đá
đá gì, đá hoa cương, không phải đá hoa cương mà đá đá nhuyễn nhuyễn, ngày xưa hay tô đá nhuyễn nhuyễn không có sơn á. Đó. Đó, và nhà cái bên là nhà hoa hồng nè. Nhà hoa hồng thì nhà này cũng cũ xưa nè. Nếu các anh chị các bạn đã từng ở khu này thì ngày hôm nay mình cùng nhìn lại. Và chúng ta đi tới một tí nữa, đó là ngã 7 Lý Thái Tổ. Và chúng ta sẽ lang thang một xíu nữa ha, đến ngã 7 rồi mình sẽ tạm dừng cái video này. Tiệm tươi đây. Tiệm tươi, tiệm làm yên xe nè. Các anh chị thấy không? Ở số 95 Lý Thái Tổ. Rất là nhiều yên xe luôn. Và cái đoạn này là cái khúc bán rất là nhiều vỏ xe. Nhìn hình ảnh này là đó là cái biểu tượng của Michael Lin, vỏ xe có hình xác ướp đó. Và ở đây là giao lộ của Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Ngô Gia Tự, Điện Biên Phủ, ngã bảy Lý Thái Tổ. Và đến đây video xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn bè trong những video tiếp theo. Và ở khu vực quận 10 này ha, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi đến đây rồi thì mình sẽ tiếp tục khám phá ngôi chợ, đó là chợ Campuchia, khu phố ăn uống về đêm rất là tấp nập. Một số hình ảnh ở cung đường Lý Thái Tổ, phố Kết Duyên, và đi qua căn nhà số 320 gửi cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta có dịp nhìn lại căn nhà xưa của chúng ta. Cảm giác rất là thú vị khi ngồi trên ghế massage và mở máy lạnh lên, mở máy điều hòa lên và mở tivi lên, ta cùng khám phá Sài Gòn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye các anh chị và các bạn. Nhìn lại cung đường vừa đi qua ha.